sao mà hảo anh nghĩ không ra đấy. Đánh rắm luôn. Đó, à, có luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có một cái thử thách tiếp theo dành cho khách mời của chúng ta. Sẽ có những câu hỏi dành cho mọi người và mọi người sẽ lần lượt trả lời. Và mọi người phải hứa là trả lời thật. Thật. Được không? Okay. Rồi. Kể tật xấu của hai người còn lại trên phim trường. Isaac trước. Isaac sẽ kể tật xấu của Diễm Nhi và anh Kiều Minh Tuấn. Hay hát lắm. Hay hát. Hay đó hát. Là tật xấu hả anh? Tật xấu. Sao anh nói anh mê? Bây giờ anh nói đó là tật xấu. Ngày xưa lúc mới gặp nhau anh nói đó là ưu điểm của em. Còn bây giờ có đông đen người đây anh nói là tật xấu của em. Vừa là ưu điểm vừa là khuyết điểm. Tại vì lúc mà mình vui á thì cái đó thì là một trong những cái điều là mình rất khó chịu. Nhưng mà khi mình buồn nó là một cái chuyện nó giải trí. Đó mình lấy lại tinh thần rất là dễ dàng, mọi người hiểu không? Nghe cái là thấy cười, nghe cái buồn cười ngay lập tức. Em đã từng hát từ 4 giờ sáng đến 10 giờ sáng để cho anh make up xong. Các bạn khán giả ơi, các bạn muốn nghe Diệu Nhi hát bài gì các bạn cũng có thể comment nha. Đang buồn lắm rồi các bạn khán giả ơi, đừng ai bắt tôi dạ, hát gì nữa. Dạo này Diệu Nhi có nhiều bài hit mới lắm. Rồi, vậy còn anh Kiều Minh Tuấn thì sao? Em mới hát lại cái bài Trái Tim Mùa Đông. À, Trái Tim Người Tình Mùa Đông. À, Người Tình Mùa Đông. Rồi bây giờ xin mời Busan đó. Buồn lắm yeah, rồi. Xin mời Diệu Nhi thể hiện lại live Người Tình Mùa Đông trên em sóng live stream bây giờ. Em chỉ anh có thể search lời cho em luôn. Thật ra thì cái gì nó cũng vậy, nó phải có hứng mới được. Mình đang buồn lắm rồi, sau khi ảnh nói mình làm phiền hắn. Không. Em hát bài khóc được không? Đừng ai bắt em làm gì hết. Đừng bắt em mạnh mẽ được không? Không được, không được, không được. Bây giờ anh Isaac nói tật xấu của anh Tuấn đi kìa. Rồi, đợi đến lượt Diệu Nhi và trực tiếp. Tuấn hả? Anh Tuấn dựng cái hai đánh rắm thôi. À, theo là Diệu Nhi hồi nãy là vừa có tiếng mà còn vừa có môi. Mọi người thấy mọi đúng người không? Lúc mà đang quay mọi người cả một cái chỗ làm việc đang sôi động sôi động. Sẽ nữa. Đúng rồi, mà anh Tuấn nói chuyện bình thường. Xong tự nhiên một hồi mọi người thấy anh Tuấn im lặng. Bạn Tuấn đứng yên một chỗ là tất cả mọi người tự động đã tải ra khỏi bản kính. Bản kính 5 mét cách xa. Tại do anh ăn ảnh ăn uống. Không có không có tốt ảnh ăn. Rồi, đó là sau phần của Isaac, bây giờ đến lượt phần của anh Kiều Minh Tuấn. Sao anh có một cái nút trầm cái đoạn này vậy? Hát á. Ủa, sao mọi người nói là vui nhưng mà không, khi mà phỏng vấn thì mọi người nói như vậy. Lát nữa em phải chứng minh lại thực lực của thật, em Thu Nhi à. Tại vì thật ra cái gì Nhi cũng tốt đó, ngoài trừ hát cũng tốt, nhưng mà cái gì nhiều quá thì nó phản cảm. Ờ, nhiều khi á. Phản cảm. Lần đầu tiên em nghe nói giọng hát em phản cảm. Ở mãi thì một kéo nước lạnh. Là nhiều khi á mình đang ngủ cũng hát. Quạo chứ. Nó mà vậy thôi đó. Sự nghiệp âm nhạc của Diệu Nhi có vẻ sẽ kết không, thúc hát sau hát ngày hôm nay. Không, vẫn ra MV được luôn. Mà ra kiểu bây giờ á là ra một lyric bài thôi. Single. Chứ đừng có kiểu như ngày MV xưa mà album, album chọn lọc á là coi như bị bẻ đĩa đó. Thương Nhi. Rồi còn Isaac thì sao ạ? Isaac à. Isaac hoàn hảo quá anh nghĩ không ra đấy. Đánh rắm luôn. Ờ, à, có luôn. Nhi nhớ không? Nhớ anh lúc anh ngủ không? Sau rồi, rồi á, nó phản kháng anh đó. Anh ơi, nhưng mà ảnh là ca sĩ mà phải giữ hình ảnh cho ảnh chứ. Vậy thôi. Ừ. Thôi, không sao đâu, vui mà. Không sao, vậy nói đi anh. Thôi, lúc em nói anh nghe bữa đó he. Thôi, dễ sợ lắm. Sao nè, sao nè. Thôi á, anh không hiểu. Anh không hiểu sao á, mấy phim kia là anh không có cái khả năng đó luôn. Tự nhiên phim này á, cái nhân vật đó nó có khả năng đó, tự nhiên mình bị vậy luôn. Mà hả, nhiều khi đi sau phim đó nữa là anh cũng muốn lắm mà chọc mọi người cũng không ra luôn. Nhưng mà không hiểu sao tự nhiên phim đó nó quá trời, xong bắt đầu anh làm nó hoài, nó tức nó hoài. Xong tới một hôm. Một ngày đẹp trời anh đang ngủ. Anh đang ngủ xong bắt đầu anh kêu, ui. Mà hả, sao cái đầu gối của mình á, nó bị lúng thịt á, ui. Anh bật dậy thì thấy nó đang ngồi trên đùi anh. Công suất khá mạnh. Mà trong giấc ngủ á, anh giật mình luôn, ui.
Hôm nay các bạn đã nhìn thấy theo được một khía cạnh của Isaac. Mà đúng một lần đấy thôi á. Lần sau rủ nó làm không dám chịu làm. Rủ, cái dù làm cái này rủ. Cũng rủ nữa. Làm cho vui. Người ta nói là con Dung xéo mãi cũng quằn rồi đúng không? Phản kháng lại chứ. Đúng rồi, bị áp bức quá. Rồi, Nhi bây giờ bị áp bức quá nhiều rồi. Về giọng hát của em, bây giờ đến lượt em. Em thật sự luôn á. Tại vì á, em là em hay hát là tại vì em muốn tỉnh táo 5-6 giờ sáng có mặt trên đoàn á, mà em hay hát lắm. Mà em còn có make up rồi phục trang này kia nữa, hát cho mọi người có một cái ngày hứng khởi làm việc. Thì em không hiểu, bây giờ em bị lo lắng em mới biết, thì ra là mình làm phiền tới mọi người như vậy. Tại vì em mê hát karaoke thật sự luôn á, bài hát nào này kia bài nào em cũng thuộc hết. Xong rồi cái hả, anh Isaac cũng hay, rất là hay nghe nhạc. Buổi sáng anh bật bài nào lên cái em cũng hát theo, em thuộc hết. Cái anh tắt nhạc anh đi chỗ khác, thì là giờ em mới hiểu, thì ra là cái giọng hát cái này anh dùng cái từ gì nè, em đau lòng. Phản cảm. Em chỉ mới nghe thấy là hành động phản cảm hay là mặc đồ phản cảm thôi, lần đầu tiên em nghe tới cái giọng hát phản cảm. Thì ra là giọng hát của em. Thì như vậy. Rồi, vậy thì bây giờ tật xấu của hai người ngồi hai bên là gì? Tật xấu của anh Tấn. Rồi. Phải khác Isaac nha, Isaac nói cái đánh rắm là em không được nói lại cái đó nữa nha. Đâu. Ồ vậy hả? Tật xấu của anh Tuấn hả? Thấy ảnh là một con người hoàn hảo, từ nhan sắc đẹp trai cho đến cả những cái phong cách làm việc, thì tật xấu của ảnh chỉ có như vậy thôi. Nó đã là xấu nhất rồi á. Thì khi mà đã có cái xấu nhất rồi thì tất cả những cái xấu còn lại mình không nhớ, đúng rồi. Còn tật xấu của anh Isaac hả? Không, cái nãy anh Tuấn nói cái đó không phải là tật xấu của anh. Cái đó là một cái sự trả thù của anh thôi. Còn tật xấu anh Isaac hả? Chả thấy có tật xấu gì. Nhi ơi, mình sống thật đi sao hôm em nay. Em sống mình... thật luôn, cả hai người anh của em chả thấy có tật xấu gì. Đâu nhất thiết là hôm nay mình đeo một cái hoa chứ mình cũng phải... Bán mai, bán đào gì đâu. Chưa tới Tết thì em không bán đâu, gần Tết em mới bán. Bởi vì... không, khó tính không phải là tật xấu. Khó tính là một cái tính cách mà nó giúp cho mình những người xung quanh tốt lên thôi. Mà thật ra Isaac nó phải khó tính mà nó bị kỹ tính. Chi tiết rồi. Chi tiết, kỹ tính. Âm cùng non. Nhi nói đúng không? Còn về tật xấu hả? Thấy anh hay ăn đồ ngọt. Thì hồi mình nãy mình ăn mình mặc thôi mà ăn mua cho người ta luôn. Em ơi hồi nãy nói em ghét ăn ngọt lắm anh ơi. Trời ơi đi mua bánh bao á. Ủa? Em nói là bánh bao mặn mà sao tự nhiên mua đồ ngon cho em vậy, mà cũng ăn hết 3 cái em ơi. Hết 3 cái luôn em ơi. Ủa sao em ăn ngon, em không ăn ngon vậy? Tại vì em sợ nổi mụn, cơ thể của em bị dị ứng dễ lên nổi mụn. Không dám đâu, ăn đồ ngọt chúa luôn á. Rồi suốt ngày ăn giặt rất là nhiều luôn. Một ngày đi qua là sẽ là một món, mà buổi trưa tráng miệng một món, buổi chiều một món. Cái gì? Đậu hũ, nước cốt dừa, rồi thạch. Rồi gì xôi, rồi bánh bò gì, rồi chỗ cô này bánh ngon lắm. Alo cô hả, cho con ơi, thì anh làm lia lịa hết trơn à. Thật xấu của anh là anh ăn xong rồi anh đưa cho người ta ăn chung với anh nữa. Có nghĩa là một mình anh mập thôi, không chịu anh phải muốn cho người ta mập và nói mụn chung với anh. Đó là thật xấu của anh á. Trời ok, kể lại mà ấm mất luôn. Em bị mập đến giờ luôn hả? Đồ ăn đem lên đoàn mời bây giờ mà anh thật xấu đi chưa? Phiền đúng không? Bị than phiền.